Nhà quản lý tiêu biểu năm 2021. Chị Đặng Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Ban Pháp chế Kiểm soát Nội bộ. Trách nhiệm, lăng xả, quyết liệt là những phẩm chất mà đồng nghiệp cảm nhận được trong quá trình cộng tác với chị. Được phân công hỗ trợ pháp lý mảng đầu tư, chị đã đưa ra nhiều ý kiến tư vấn pháp lý quan trọng, góp phần mang lại hiệu quả cho hoạt động đầu tư trong năm 2021. Tháng 2 năm 2021, cùng với các thành viên của tổ tìm kiếm và mua sắm trụ sở, chị đã chủ trì xây dựng quy trình mua bán, tham gia quá trình đàm phán, soạn thảo hợp đồng, góp phần mang lại thành công của giao dịch. Cuối năm 2021, với tinh thần quyết tâm, chị đã hoàn thành mục tiêu với room tăng tỷ lệ sở hữu tối đa cho cổ đông nước ngoài tại PTI. Chị là hình ảnh của một cán bộ pháp chế nghiêm túc trong công việc nhưng ấm áp trong đời thường. Lãnh đạo đơn vị tiêu biểu năm 2021. Chị Đồng Thị Du, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi thường Bảo hiểm Con người. Với nụ cười tỏa nắng, chị thu hút người đối diện không chỉ ở phong thái giao tiếp mà còn ở sự mạnh mẽ, tự tin và thấu hiểu. Trong năm 2021, chị đã chủ trì hoàn thiện nhiều dự án quan trọng như dịch vụ SMS cập nhật tiến độ giải quyết bồi thường và bảo lãnh viện phí, cải tiến quy trình rút ngắn thời gian bồi thường còn 3 ngày làm việc, số hóa toàn bộ quy trình giải quyết bồi thường bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Nhờ những nỗ lực đó, kết thúc năm, nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đạt doanh thu 985 tỷ đồng với tỷ lệ bồi thường đạt 57%. Chị cũng là người trực tiếp tham gia vào dự án The Voice, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ của Trung tâm Bồi thường Con người và là trợ lý tích cực của tổ đề án xây dựng quy trình mà tổng công ty đang triển khai. Anh Võ Ngọc Hải, Phó Giám đốc PTI Sài Gòn. Tận tâm, chân thành và tin cậy là những lời nhận xét mà các đối tác môi giới dành cho anh Vũ Ngọc Hải, Phó Giám đốc PTI Sài Gòn. Trong năm 2021, dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo của anh, doanh thu bảo hiểm sức khỏe qua kênh môi giới của PTI Sài Gòn vẫn ước đạt 212 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ bồi thường ước khoảng 56%. Không những thế, bằng sự tận tâm của mình, anh cũng đào tạo được đội ngũ cán bộ kế cận chuyên nghiệp, có năng lực và trách nhiệm nhằm đáp ứng được những yêu cầu ngày càng lớn của khách hàng và thị trường đầy biến động hiện nay. Anh Nguyễn Thành Tâm, Phó Giám đốc Văn phòng Đại diện Giám định Bồi thường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, anh vẫn sát cánh cùng các cán bộ Trung tâm Giám định Bồi thường Hồ Chí Minh lội ngược dòng với tỷ lệ bồi thường được kiểm soát ở mức 43,66%. Trung tâm cũng đảm bảo chất lượng dịch vụ sau bán hàng khi tỷ lệ có mặt tại hiện trường của giám định viên là 100%, bao gồm cả ngày nghỉ. Thực hiện xuất sắc công tác đào tạo, quản lý đội ngũ giám định viên, anh là người góp phần nâng cao chất lượng và năng suất lao động của các cán bộ trung tâm nói riêng và góp phần nâng cao uy tín cho thương hiệu PTI trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung. Anh Nguyễn Minh Lợi, Giám đốc PTI Tây Nam. Theo đuổi định hướng, đoàn kết, hiệu quả là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. Anh đã xây dựng tập thể PTI Tây Nam luôn nằm trong top đầu những đơn vị hiệu quả nhất của hệ thống PTI kể từ khi thành lập tới nay. Để đạt tiêu chí hiệu quả, PTI Tây Nam lựa chọn khách hàng kỹ lưỡng từ khâu đầu vào và kiểm soát chất lượng dịch vụ đầu ra. Ngoài ra, đơn vị cũng duy trì được sự phát triển tỷ trọng các nghiệp vụ hợp lý nên không chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của thị trường. Vượt lên những khó khăn của dịch bệnh và những hạn chế của địa bàn Tây Ninh, năm 2021, PTI Tây Nam vẫn duy trì phát triển doanh thu nghiệp vụ, tài sản kỹ thuật, hàng hóa, ổn định, kiểm soát tỷ lệ bồi thường xe cơ giới đạt mức 37%, xuất sắc giành giải nhất trong nhóm các đơn vị kinh doanh hiệu quả của PTI. Thành công đó chính là nhờ vào sự nỗ lực và bản lĩnh của người đứng đầu mang đức tính khiêm tốn, anh Nguyễn Minh Lợi, giám đốc đơn vị.